ông Lê Thanh Hải trở thành lò củi to nhất miền Nam như thế nào? Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong, đó là những người bị điểm tên trong thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 7 tháng 5. Những cái tên đó đã gây ra được rất nhiều sự chú ý bởi vì họ nguyên là một bộ sậu từng có một thời đứng đầu thành phố Hồ Chí Minh, đô thị lớn nhất Việt Nam và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của miền Nam nước ta. Trong nhiệm kỳ vào năm 2010 đến năm 2015, ông Lê Thanh Hải là bí thư thành ủy kiêm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với biệt danh là anh Hải Nhật. Có thể nói rằng ông đứng thứ hai thì không có ai là chủ nhật. Đến hội nghị Trung ương 9 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có những quyết định rất đặc biệt. 1. Kỷ luật ông Dương Văn Thái, bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. 2. Kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Vị bộ trưởng mà từng có phát ngôn gây bão, nếu chúng ta sai chúng ta nhận lỗi trước dân, nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chúng ta rất minh bạch, rất công bằng, rất song phẳng như vậy. Cả hai vị trên đều bị kỷ luật bằng hình thức là khai trừ ra khỏi đảng. Thế nhưng để mà khiến cho dư luận bàn tán nhiều nhất thì vẫn là trường hợp của ông Lê Thanh Hải. Cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư thành ủy, nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vì đã vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Vấn đề là ông Hải đã nghỉ hưu được 8 năm, từ năm 2016 đến năm 2020, ông đã bị kỷ luật một lần vì liên quan trách nhiệm trong vụ Thủ Thiêm. Người dân Thủ Thiêm bị mất đất mất nhà, phải tha hương trên chính quê cha đất tổ của mình, đã mòn mỏi khiếu nại suốt 1/4 thế kỷ mà vẫn chưa tìm được công lý. Tưởng như mọi chuyện đã rồi, thì giờ đây đột nhiên ông Lê Thanh Hải cùng với bộ sậu bị đảng gọi tên một lần nữa. Trong lần gọi tên thứ hai này, ông Lê Thanh Hải bị kỷ luật vì liên quan đến các gói thầu, dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện. Quan trọng hơn là ông tiếp tục bị gọi tên sau khi đại án Vạn Thịnh Phát bị đưa ra ánh sáng, bà trùm gốc hoa Trương Mỹ Lan bị phanh phui với thủ đoạn là lấy của người nghèo chia cho người mình, rút ruột cả triệu tỷ đồng khỏi ngân hàng SCB để thâu tóm hàng loạt đất vàng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hơn thế nữa thì đây mới chỉ là kết quả khui ra trong giai đoạn 1. Trương Mỹ Lan còn tiếp tục bị điều tra với tội danh rửa tiền trong phiên tòa sơ thẩm, xét xử tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trương Mỹ Lan đã bị kết án khung hình phạt cao nhất. Thế nhưng trong một diễn biến lật kèo gây sốt thì Trương Mỹ Lan đã tuyên bố kháng cáo. Dư luận thì lại sôi sục với những đồn đoán phải chăng nữ doanh nhân đầu đầy sỏi vẫn có con át chủ bài nào đó, đều có thể mặc cả, ví dụ như là tiết lộ những nhân vật quyền cao chức trọng, thế nhưng thoái hóa biến chất, đã dung túng bao che cho Vạn Thịnh Phát suốt hàng chục năm qua, làm lũng đoạn nền kinh tế ở không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà còn trên phạm vi cả nước. Một bối cảnh nữa mà chúng ta cần phải nhắc đến là những diễn biến trong việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo Trung ương. Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội và nhân dân tin tưởng bầu làm Chủ tịch nước thay cho ông Võ Văn Thưởng đã bị miễn nhiệm do vi phạm trách nhiệm của người đứng đầu. Trước đó, chính dưới sự điều hành của Đại tướng Tô Lâm, Bộ Công an đã phá hàng loạt đại án tham nhũng kinh tế lớn. Trong đó có hai vụ án có liên quan đến ông Lê Thanh Hải là vụ AIC, trong vụ Vạn Thịnh Phát, mối liên hệ giữa Trương Mỹ Lan và ông Lê Thanh Hải. Tiếp đến chúng ta hãy cùng điểm xem vì sao ông Lê Thanh Hải về vườn đã lâu thế, nhưng mỗi khi nhắc đến củi lửa ở địa bàn thì người dân lại thể hiện trạng thái nghe ngóng dõi theo và đặt những câu hỏi đối với ông Lê Thanh Hải. Ông Lê Thanh Hải, 74 tuổi, từng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10 và 11 và là Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh hai nhiệm kỳ từ năm 2005 đến năm 2015. Trước đó thì ông là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố từ năm 2001. Trong hơn 15 năm đảm nhiệm cương vị lãnh đạo chủ chốt ở thành phố, ông Lê Thanh Hải đã làm gì? Hãy hỏi bất kỳ người dân nào, đáp án cũng chỉ có một mà thôi. Vụ Thủ Thiêm từ khu đô thị được kỳ vọng hiện đại ở Đông Nam Á đã trở thành khu đô thị méo mó, gây khiếu kiện hết sức phức tạp và gây bức xúc kéo dài trong nhân dân. Vụ khu đô thị Thủ Thiêm là một tấm bản đồ quy hoạch không biết bị giấu đi đâu. 160 hectare đất tái định cư nằm ở 3 phường là An Phú, An Khánh và Bình Khánh liền kề trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm. Thế nhưng lại không dùng để tái định cư
mà lại được phân lô giao cho các đại gia kinh doanh bất động sản trục lợi. Để bù lại số đất đó, những bàn tay ma thuật đã thu hồi đất tràn lan của những gia đình bên ngoài dự án như là khu Nam Rạch Chiếc, khu Thạnh Mỹ Lợi, v.v. Để rồi thì người dân tứ tán mọi phương, số ít bám trụ ở trọ ngay trên chính ngôi nhà của mình, số khác thì tạm cư trong những ngôi nhà sập xệ, chỉ để hy vọng một lúc nào đó nhà đất của mình được đền bù thỏa đáng. Rất nhiều người trong số này được nhận quyết định bồi thường, hỗ trợ thiệt hại không đồng về tái định cư, không đủ điều kiện tái định cư. Có nghĩa là khi giải tỏa thì họ không còn gì cả. Trái ngược với tình cảnh đó là những khu phố sầm uất, khu biệt thự hoành tráng được xây dựng ngay trên chính phần đất bị thu hồi của cư dân Thủ Thiêm. Oan ức, đau thương và chua xót, công cuộc khiếu nại của người dân mất đất ở Thủ Thiêm đã kéo dài hơn 1/4 thế kỷ từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Thế nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Còn với ông Lê Thanh Hải, sau khi đã hạ cánh và được hỏi về Thủ Thiêm, thì ông chỉ buông có đúng một câu: giờ tôi về hưu rồi, có làm được gì đâu mà trả lời. Dưới thời của ông Lê Thanh Hải, những ông bà trùm bất động sản như là Trương Mỹ Lan, Phan Văn Anh Vũ tức là Vũ Nhôm, Lê Thị Thanh Thúy, Dương Thị Bạch Diệp, v.v. đã biến những mảnh đất kim cương ở quận 1, quận 3 thành những cao ốc thương mại và văn phòng, chia chác cho nhau những mối lợi hàng trăm nghìn tỷ đồng. Thế nhưng làm sao ngân sách quốc gia bị thất thoát trầm trọng, trong đó tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phát triển với tốc độ không thể tưởng tượng được. Từ một tiểu thương người Việt gốc Hoa bán vải ở chợ, biến thành chỉ trong vài năm, Trương Mỹ Lan đã đổi sang kinh doanh khách sạn và nhà hàng tại quận 5. Và bằng một cách vi diệu nào đó, trong vỏn vẹn 30 năm, Vạn Thịnh Phát đã trở thành một hệ sinh thái khổng lồ với quy mô vốn điều lệ là gần 550 triệu đô la Mỹ. Khi dạo trên phố đi bộ lớn nhất Việt Nam hiện nay, đại lộ Nguyễn Huệ, ai cũng dễ dàng nhìn thấy tập đoàn Vạn Thịnh Phát sở hữu gần hết các tòa nhà, các cao ốc, các khách sạn, các khu trung tâm thương mại bề thế và quan trọng nhất. Dọc hai bên đường những khu đất vàng đó, có nhiều tiền đi chẳng nữa cũng chưa chắc đã có thể mua được. Thế nhưng làm sao Vạn Thịnh Phát có thể thích làm mua như mua ra ngoài chợ? Hơn nữa mua xong thì xây trung tâm thương mại, khách sạn cho thuê không đủ bù vốn, chịu chơi hơn thì vứt cho cỏ mọc cũng được. Trong suốt quá trình Trương Mỹ Lan thâu tóm đất đai ở trung tâm thành phố, vai trò của ông Lê Thanh Hải đến đâu chúng ta hãy chờ cơ quan chức năng làm rõ. Ông Lê Thanh Hải từng kêu gọi nêu gương liêm khiết trong một buổi tiếp xúc cử tri. Ông tuyên bố những kẻ tham nhũng tiền của nhà nước, của nhân dân thì đúng là một tội ác. Vậy thì kẻ ác ở ngay cạnh ông đúng không sai? Thông gia với ông Lê Thanh Hải là Huỳnh Sĩ Ngọc đang ngồi bóc lịch 20 năm vì tội nhận hối lộ trong dự án đại lộ Đông Tây. Năm 2008, Huỳnh Sĩ Ngọc khi đó là phó giám đốc Sở Giao thông Công chính thành phố Hồ Chí Minh, kiêm giám đốc ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây. Khi điều tra vụ án có nhiều chi tiết liên quan tới chính ông Lê Thanh Hải và hàng loạt những liên kết tham nhũng, thế nhưng chỉ mình ông Huỳnh Sĩ Ngọc lãnh án mà thôi. Em trai của ông Lê Thanh Hải là ông Lê Tấn Hùng cũng nhúng chàm vì tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sakira. Lê Tấn Hùng và đồng bọn chuyển nhượng dự án hơn 36.670 m2 đất ở quận 9, nay là thành phố Thủ Đức, giữa Sakira và Tổng Công ty Phong Phú. Thế nhưng không thẩm định giá, cũng không đấu giá để xác định giá trị toàn bộ dự án, trong đó có giá trị quyền sử dụng đất theo giá trị thị trường. Hành vi phạm tội gây thiệt hại cho nhà nước hơn 348,1 tỷ đồng. Ngoài ra thì vào năm 2016, ông Lê Tấn Hùng còn chỉ đạo cấp dưới lập khống 10 hồ sơ hợp đồng cho cán bộ nhân viên Sakira đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài, chiếm đoạt hơn 13,3 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Nhiều nhân vật từng dưới quyền ông Lê Thanh Hải đã bị xử lý và cho đi bóc lịch như là các cựu phó bí thư, phó chủ tịch thành phố Tất Thành Cang, Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thành Tài. Cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng từng là phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 1 năm 2016. Có những vụ quan chức nhúng chàm mà người dân bàn luận nhiều, chỉ trích nhiều vì tác hại đã gây ra. Trong đó có những vụ việc kéo dài âm ỉ qua nhiều thời kỳ, khiến cho bức xúc dồn nén như là cái nhọt lâu ngày tích tụ, chỉ đến khi ung nhọt bị vỡ, lộ ra các sai phạm mang tính hệ thống gắn với từng quan chức. Sự khui phá đó tất được người dân hưởng ứng. Bức xúc lâu ngày được giải tỏa bởi những quyết định đủ nghiêm minh, vừa kết luận rõ trắng đen, vừa trảm quan tham thì thật dễ hiểu
vì sự vui lòng hả dạ của người dân như thế nào. Với ông Lê Thành Hải, vụ việc ở Thủ Thiêm không chỉ gây hậu quả với người dân trong vùng, sự liên lụy của nó còn kéo dài ở phạm vi rộng. Và bởi vì lẽ đó, miệng thế gian người đời chỉ trích, ca thán và lẫn cả sự ai oán không hề bó hẹp trong phạm vi thành phố, mà cả với nhiều người vốn chưa đến Thủ Thiêm lần nào. Cá nhân mà ông Lê Thành Hải đã gieo kết quả thu được đâu chỉ dừng lại ở quyết định kỷ luật của cơ quan chức năng, mà còn là kỷ luật của người đời, của thế gian, còn âm ỉ và mạnh mẽ khó có giới hạn, làm quan chức đầu tỉnh mà để lại nhiều điều tiếng tiêu cực, không chỉ ở tỉnh nhà mà rộng cả nhiều phương, thì thiết nghĩ lòng dân đâu còn thuận, đâu còn tin, mà nên giao giảng triết lý đạo đức với tham nhũng là tội ác. Quý vị thân mến, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và người phụ nữ lãnh đạo đầy quyền lực là một hệ sinh thái với những trần rết có mặt khắp nơi trong hệ thống tài chính và cả chính trị. Người phụ nữ đã khuynh đảo cả 6% GDP của toàn bộ Việt Nam. Một ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy quyền lực của thành phố lớn nhất cả nước. Hai thế lực này bắt tay nhau đã ra sức khuynh đảo gần như toàn miền Nam với tiền và quyền kinh hoàng. Thế nhưng, khi người phụ nữ ấy bước ra vành móng ngựa, chịu rất nhiều tội danh, gộp lại đến mức tử hình, thì vị quan chức kia vẫn chưa được nhắc đến tên. Thậm chí báo chí chính thống còn không hề đề cập đến mối liên hệ giữa ông Lê Thành Hải và bà Trương Mỹ Lan một chút nào. Vậy giữa họ liệu có mối liên hệ nào không, và nó sâu sắc đến mức như thế nào? Như chúng ta đã biết, một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều phải nằm dưới sự quản lý của cơ quan quản lý nhà nước và pháp luật. Vì vậy, các doanh nhân luôn xác định rằng cần phải có một mối quan hệ tốt với các quan chức, đặc biệt là những người gần địa phương nơi mình kinh doanh. Trương Mỹ Lan là một hệ sinh thái khổng lồ tinh vi, rút ruột hàng triệu tỷ đồng của nhà đầu tư, chắc chắn không thể một mình làm được, không thể một tay che trời. Bà ta phải được tiếp tay bởi một số quan chức biến chất, tham nhũng. Bà Lan tuy chỉ có trình độ văn hóa hết lớp 12, nhưng từ trẻ đã buôn bán vải ở chợ. Nói thế nhưng đừng vội coi thường khi gia tộc họ Trương gốc Hoa nhiều đời đã kinh doanh và thâu tóm nhiều cơ sở tại Sài Gòn chợ lớn. Trương Mỹ Lan gặp một người đàn ông kinh doanh gốc Hồng Kông là Chu Lập Cơ nên bén duyên vợ chồng. Hai người thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát, hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng khách sạn, vào ngày 19 tháng 6 năm 1992. Ban đầu quy mô không lớn, nhưng sau đó mở rộng thành kinh doanh bất động sản thì vất lên nhanh chóng. Năm 2007, họ đổi tên thành tập đoàn Vạn Thịnh Phát, viết tắt là VTP Group Holdings, với vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng. Một sự trùng hợp không hề ngẫu nhiên đó là vào năm 2006, ông Lê Thanh Hải đảm nhận chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Vợ ông Hải là bà Trương Thị Hiền, em gái ruột của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khoảng thời gian Vạn Thịnh Phát vất lên như diều gặp gió, cũng chung với thời gian ông Lê Thanh Hải đảm nhận vị trí lãnh đạo thành phố lớn nhất cả nước. Họ liên tục thâu tóm những khu đất vàng, giá trị khủng mà rất ít doanh nghiệp có thể chạm vào được. Bất động sản là ngành kinh doanh đem lại lợi nhuận khổng lồ, tuy nhiên cực kỳ rủi ro, vốn bỏ ra cực kỳ lớn. Ấy thế mà, dù cho ở cơ chế nào, Vạn Thịnh Phát cũng đứng vững, ngày càng mạnh mẽ, bành trướng hơn. Đó là nhờ tài kinh doanh tuyệt vời của bà lãnh đạo tập đoàn này chăng? Cũng có thể, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng việc họ có mối quan hệ tốt với chính quyền cấp cao của thành phố đem lại nhiều lợi thế hơn so với các đối thủ. Khu vực nằm trong bán kính 1 km vuông, phố đi bộ Nguyễn Huệ được đánh giá là vị trí vàng đối với bất kỳ dự án bất động sản nào. Giá đất ở khu vực này thậm chí là đắt đỏ bậc nhất cả nước, thậm chí là ở khu vực châu Á. Trên con đường trị giá tỷ đô la này, Vạn Thịnh Phát được cho là sở hữu hàng loạt dự án như Times Square, Union Square, khách sạn Dustin, VTP Office Building. Ngoài các dự án nằm ở con đường tỷ đô la trên, Vạn Thịnh Phát còn sở hữu hàng loạt dự án có thương hiệu lớn ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sugood Residence, khách sạn thương mại An Đông, khu dân cư Burn Finland, khu dân cư cao cấp Sterling Residence, khu căn hộ cao cấp Lambert Residence. Năm 2015, tập đoàn này bỏ ra hơn 700 tỷ đồng, tương đương với 35 triệu đô la Mỹ để mua lại căn biệt thự cổ từ thời Pháp ở trung tâm quận 3. Căn biệt thự xây dựng trên khu đất 2.819 m², nằm giữa giao lộ Võ Văn Tần và bà huyện Thanh Quan, Nguyễn Thị Diệu. Cũng trong năm này, Vạn Thịnh Phát cũng tạo hiệu ứng lớn
khi mua lại chung cư Thuận Kiều Plaza ở quận 5 bị bỏ hoang nhiều năm với hy vọng hồi sinh bất động sản đắt đỏ mà chung cư sở hữu. Tòa nhà Thuận Kiều Plaza được xây dựng năm 1994 với diện tích khoảng 100.000 m². Công trình này có 3 tòa nhà cao 33 tầng với hàng trăm nhà ở, phòng chức năng. Ngoài các dự án nằm trên đất vàng, tháng 4 năm 2016, Vạn Thịnh Phát cũng đã khởi công xây dựng Sài Gòn Peninsula, hay còn được gọi là Mũi Đèn Đỏ ở quận 7, với vốn đầu tư được công bố thời điểm ra mắt là 6 tỷ đô la Mỹ. Tổng diện tích 118 hectare gồm công viên đa chức năng, bến cảng du thuyền quốc tế, văn phòng, khu biệt thự, căn hộ hay khách sạn. Đó là điều mà có lẽ chẳng tập đoàn nào ở Việt Nam có thể làm được. Nó cũng chứng minh vì sao gia tộc họ Trương lại vào nhóm giàu bậc nhất cả nước với nhiều chi nhánh và chân diết lan rộng. Tháng 3 năm 2024, vụ đại án Vạn Thịnh Phát được phanh phui ra. Trương Mỹ Lan cùng cháu Trương Huệ Vân, chồng Chu Lập Cơ và rất nhiều thành viên Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB phải ra tòa. Bà Lan cùng đồng phạm bị cáo buộc tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong suốt nhiều năm, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo ngân hàng SCB do bà thành lập huy động vốn rồi rút ruột để thực hiện công việc riêng, khiến thất thoát tài sản của nhân dân. Con số 1 triệu tỷ tham ô quả là quá khủng khiếp, chưa một vụ án nào đạt tới. Bà Lan còn mang tội hối lộ các thanh tra nhà nước để che giấu hành vi, gây thiệt hại cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Hàng loạt các quan chức cán bộ ngân hàng nhà nước, đứng đầu là bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2 đã bị kết án. Riêng bà Nhàn nhận hối lộ từ bà Lan tới 5,2 triệu đô la Mỹ. Ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan. Nhưng trải qua nhiều phiên xét xử, cái tên Lê Thanh Hải vẫn chưa được nhắc đến. Vậy ông ta có liên quan gì? Thực tế Lê Thanh Hải và Trương Mỹ Lan đã có mối quan hệ thân tình dựa trên mối quan hệ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Ông Hải khi còn làm lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nhiều điều kiện để Vạn Thịnh Phát thâu tóm nhiều khu đất vàng. Có một chi tiết rất đáng chú ý, đó là vào năm 2014, khi vụ đại án tham nhũng tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalize và bị cáo Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, đã từng khai nhận rằng nhận của bà Lan 20 tỷ đồng, tức 1 triệu đô la Mỹ để chuyển cho Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an khi đó. Liên quan đến việc đưa hối lộ để lót tay cho việc chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng đất, khu cảng Nhà Rồng Khánh Hội, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, sau khi cảng Sài Gòn di rời. Sau đó không lâu, ông Ngọ qua đời do bệnh. Vụ án chỉ xét xử Dương Chí Dũng và chưa động đến bà chủ Vạn Thịnh Phát. Câu hỏi đặt ra là tại sao một người làm to trong chính quyền như ông Dũng lại chấp nhận cầm tiền lót tay của một doanh nghiệp? Hẳn là bà Lan phải có mối quan hệ trần rết lớn lắm. Thậm chí trong vụ hồ sơ Panama bị phanh phui gây chấn động thế giới năm 2016, hai vợ chồng bà Lan và ông Cơ đều có tên. Họ là những người thụ hưởng của Logic Concept Group Limited, công ty có địa chỉ đăng ký tại thiên đường thuế British Virgin Islands. Như vậy có lẽ Trương Mỹ Lan đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra và công an Việt Nam từ lâu, khi bà và gia đình có dấu hiệu tuôn tài sản ra nước ngoài trốn thuế. Vậy nên việc bà Lan có mối quan hệ mật thiết với Lê Thanh Hải, lãnh đạo hàng đầu của địa phương mà đại bản doanh Vạn Thịnh Phát đang đặt, là điều không có gì khó hiểu. Trùng hợp hơn là khi nhiệm kỳ của ông Hải sắp kết thúc, bên phía gia đình bà Lan có động thái lạ. Năm 2014, bà Trương Mỹ Lan cùng 9 thành viên khác trong gia đình là Trương Lập Hưng, Trương Mễ, Trương Huệ Nhi, Trương Chí Dũng, Ngô Thành Nhã, Trương Lập Tân, Trương Huệ Vân, Trương Lập Pháp và Lâm Thị Hòa đồng thời xin thôi quốc tịch Việt Nam. Người ta lý giải nguyên nhân là gia tộc này lo ngại lời khai của Dương Chí Dũng trước đó làm họ phải chạy trốn khỏi đất nước. Tuy nhiên, ông Lê Thanh Hải khi đó sắp mãn nhiệm đã trấn an bà. Ông nói, còn tôi ở đây thì chị sợ gì? Chị không tin tôi sao? Thế là sau đó gia tộc họ Trương mới rút lại đơn xin thôi quốc tịch. Nhưng đó có lẽ là nước đi sai lầm của gia tộc bà Lan lẫn ông Hải. Ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân, người từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, được kết luận liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát sau khi cả hai vào tháng 3 năm 2020 đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và cách chức sau những sai phạm liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nguồn tin cũng cho rằng cả hai người đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của bà Lan và cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến thất bại của bà như hiện nay. Tháng 3 năm 2020,
ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2010 đến 2015. Nguyên nhân là trong thời gian giữ chức vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ và Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ từ 2010 đến 2015. Đối với lãnh đạo chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông cũng bị xác định vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Thành ủy, trực tiếp kết luận nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy. Với cương vị là Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2001 đến 2006, ông chịu trách nhiệm chính về các vi phạm của Ủy ban Nhân dân thành phố, trực tiếp ký một số văn bản không đúng với chủ trương của Hội đồng Nhân dân thành phố. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước và nguồn lực của cả xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố, đến mức phải xem xét và xử lý kỷ luật. Có lẽ cho đến giai đoạn 2 của vụ xét xử Vạn Thịnh Phát, cái tên Lê Thanh Hải sẽ được đưa ra trước công luận. Công tội thế nào thì cần phải làm rõ. Và nhân dân, những người đã bị thiệt hại ở dự án Thủ Thiêm cũng như từ SCB của bà Lan, mong mỏi nhà nước xét đúng người đúng tội, trả lại công bằng cho mình.